Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về một dạng đối tượng rất đặc biệt ở trong Photoshop, đó là đối tượng dạng Smart Object. Cái này thì tôi cũng nói luôn là nó là một thứ khái niệm tương đối mới ở trong Photoshop. Cho tới tận phiên bản CS2 chúng ta mới bắt đầu tiếp cận với cái khái niệm đó. Thế còn là tại sao lại có cái gọi là Smart Object thì đây, chúng ta cùng nhau xem sự khác biệt của nó và lý do tại sao nó lại xuất hiện nhé. Chúng ta lấy ví dụ đây, ví dụ đây em. Cái này nhé. Chẳng hạn như là tôi lấy cái đối tượng này làm mẫu đi. Bây giờ tôi sẽ mở ra thêm đây, dán sang bên này đi. À, vẫn còn bị sót cái mắt. Ok, copy, dán sang này. Đây là một vùng điểm ảnh, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thực ra là chúng ta có hai cách để mà chúng ta tạo ra một cái Smart Object. Cách thứ nhất là các bạn không phải mở một cái tài liệu mà các bạn nhập một tài liệu vào tài liệu khác. Ví dụ chúng ta vào File, chúng ta chọn Place Link hoặc là Place Embed, một trong hai cách. Sau đó chúng ta sẽ chỉ vào một tài liệu và nó sẽ mở tài liệu đó bên trong tài liệu này. Đấy là một cách. Cách thứ hai là chúng ta đang có một cái điểm ảnh, một layer điểm ảnh này, và chúng ta sẽ convert, chúng ta sẽ biến đổi sang thành dạng Smart Object. Thì bây giờ tôi chọn cách thứ hai đi, tạm thời giới thiệu cách thứ hai đi. Bây giờ Ctrl G, tôi sẽ có một layer mới giống hệt layer bên dưới, được chưa? Đến đây thì tôi sẽ chuột phải vào đây và tôi chọn một cái lệnh, đó là lệnh convert to Smart Object, biến đổi từ layer điểm ảnh sang thành layer dạng Smart. Sau khi mà tôi biến đổi rồi thì các bạn cũng để ý sự khác biệt của nó ở cái góc dưới bên phải của cái thumbnail, cái hình thu nhỏ này. Về mặt quan sát thì các bạn sẽ nhìn thấy hai thằng này nó không có gì khác nhau cả. Bây giờ tôi sẽ thử nghiệm bằng cách là chọn cả hai layer và cũng lại sử dụng cái bài là phóng to thu nhỏ để chúng ta xem nó khác biệt như thế nào nhé. Chúng ta giữ Shift Alt đi, thu thật nhỏ vào. Thu nhỏ đến hết mức có thể đi. Ví dụ bây giờ các bạn nhìn thấy từ một cái hình rất là to, có nhiều điểm ảnh, có nhiều sắc độ, thì bây giờ tôi thu lại nó chỉ còn được khoảng 4 pixel như thế này thôi. Ok, enter. Bây giờ chúng ta còn nhận ra cái này là cái gì không? Không. Chả nhận ra cái này là cái gì nữa cả. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm một cái thao tác ngược lại. Bây giờ tôi Ctrl T, tôi lại kéo ngược cái thằng này ra. Bây giờ có vẻ nó còn to hơn cái con vịt mẫu một tí. Và chúng ta sẽ thấy rằng là có hai cái layer, một layer một copy này, đây đang là Smart Object, và layer một này chính là cái layer điểm ảnh gốc ban đầu. Kết quả sau khi mà chúng ta thu hay phóng của cái lớp điểm ảnh thì các bạn nhìn thấy đây, từ một con vịt sau khi mà thu nhỏ lại và phóng ra thì nó cho chúng ta kết quả như thế này. Thế còn cái thứ hai là cái Smart Object thì các bạn thấy là nó không có gì khác cả. Lý do thì bây giờ quay trở lại để giải thích với các bạn một tí, đó là layer điểm ảnh thông thường thì nó quản lý tất cả mọi thứ thông qua số pixel mà nó chứa ở trên cái layer đó, cộng với lại các giá trị màu nằm ở trong các pixel đó. Khi vừa rồi tôi làm một cái ví dụ thì tôi thu tất cả lại, nó có bé còn có 4 pixel thôi, có nghĩa là hàng trăm hàng nghìn cái pixel khác đã bị loại trừ, chỉ còn lại 4 pixel và trên đó sẽ chứa 4 giá trị màu khác nhau. Đến lúc mà tôi căng ngược trở lại cái layer đó thì diện tích layer tăng lên cũng tương ứng với lại cái việc pixel được tạo mới ra để tạo thành một cái layer chứa nhiều điểm ảnh.
tăng số lượng pixel lên không khó, nhưng mà màu thì lấy ở đâu ra để mà tô cho các pixel đó, thì nó đành phải nội suy từ cái từ những cái màu mà còn lại của bốn cái pixel đó thôi. Và do cái số lượng màu ở trên pixel đó nó chỉ có 4 màu thì kết quả các bạn nhìn thấy là nó rất là tệ, nó không còn ra hình hài gì nữa cả. Thế còn tại sao chúng ta lại có cái layer dạng Smart Object này nó vẫn sắc nét như thế, nó vẫn đầy đủ như thế? Vì đây là một cái dạng đối tượng mà nó được coi là dạng đối tượng đặc biệt, nó bảo toàn thông tin, nó có thể ghi nhớ, nó có thể lưu trữ tất cả những thông tin liên quan đến cái layer này. Có nghĩa là gốc nó có bao nhiêu pixel đó, và pixel nào thì chứa cái màu gì, thì các thông tin này nó được lưu trữ ở trong cái layer dạng Smart Object này. Do đó thì kể cả trong trường hợp khi mà nó co lại cũng bé y hệt như là cái layer điểm ảnh thông thường vừa nãy, thì đến lúc mà chúng ta căng to ra nó vẫn không bị suy giảm chất lượng. Lý do rất đơn giản là những thông số gốc màu hoặc là số lượng điểm ảnh là nó vẫn lưu trữ được ở trong cái Smart Object này, và do đó nó vẫn có cái tham chiếu để mà nó tô lại màu cho các pixel mới. Đấy. Một cái là không có cái gì để lưu trữ cả, đã ép nhỏ xuống là mất thông tin và không khôi phục lại được. Và một cái là vẫn có hồ sơ, vẫn có các giá trị để tham chiếu để khôi phục nếu như mà nó kéo to ra. Các bạn đã bao giờ đóng băng cái máy tính của mình chưa nhỉ? Sử dụng các cái phần mềm đóng băng máy tính chưa nhỉ? Thì các bạn hình dung là do cái trạng thái là rất hay bị nhiễm virus cho nên người ta mới phát sinh ra cái chương trình đóng băng máy tính, đúng không? Các bạn cứ làm đi, cứ thoải mái truy cập kể cả những cái địa chỉ mà nó không tin cậy cho lắm. Virus à, cắm USB đi cũng không sao. Lý do rất đơn giản là vì cái bộ cái Win nó đã được ghi nhớ lại tất cả các tham số rồi. Và sau khi mà chúng ta đóng máy lại, chúng ta tắt đi, thì hôm sau nó lại dựa trên những cái thông tin cũ đó, nó lại khôi phục lại một cái ổ giống hệt như ngày hôm qua, không có thêm cái gì mới và cũng không bớt cái gì đi cả. Đấy. Thế thì cái thằng này nó hoạt động cũng trên nguyên tắc dạng như thế. Thông tin ở trên cái layer này có bao nhiêu là nó lưu trữ rồi. Do đó thì các bạn có thể thoải mái co duỗi làm việc, và đến lúc mà các bạn căng ra trở lại thì nó lại tham chiếu với các thông số cũ để nó khôi phục cho các bạn. Đấy. Một thằng là không có hồ sơ gì cả, một thằng là có hồ sơ để mà khôi phục. Hay là đấy, nó sẽ là như thế. Thế nhưng mà cái điểm mạnh này thì chúng ta thấy rõ cả rồi, đúng không? Nếu mà chúng ta bật cả hai cái layer này lên, layer sharp và layer điểm mạnh, thì rõ ràng chúng ta thấy cái sự ưu việt của cái thằng layer Smart Object này là rất là rõ, không cần phải tranh cãi. Thế nhưng nó có cái điểm mạnh là như thế rồi, điểm yếu của nó là cái gì, hay điểm chưa hay lắm của nó là gì? Là cũng giống như thằng sharp, các bạn không vẽ được, không chỉnh được, không làm gì được vào thằng này hết. Nó là một dạng đồng băng. Thế thì thằng này nó chỉ có giúp cho chúng ta giải quyết được cái vấn đề là thu nhỏ phóng to, không bị suy giảm chất lượng thôi à? Hay là nó còn có cái gì hay ho nữa? Thực ra thì không phải chỉ thế đâu. Đấy. Các bạn nhìn thấy cái ngay trước mắt đó là cái sự bảo toàn về mặt thông tin, thì điều đó đúng rồi, co duỗi thoải mái, không sợ suy giảm chất lượng. Thế nhưng nếu mà chúng ta muốn chỉnh thì cũng không phải là không có cách chỉnh. Ví dụ như là tôi không thích con vịt này màu đỏ, mỏ đỏ nữa, tôi thích nó mỏ tím hay mỏ xanh cơ, có làm được không? Vẫn chỉnh được, chỉ có điều là chúng ta phải biết cách để mà chúng ta chỉnh. Thế còn chỉnh như thế nào thì chúng ta lại lấy một cái suy nghĩ như thế này để chúng ta hình dung, lấy một cái hình ảnh như thế này để hình dung. Cứ coi như là cái đối tượng này, những cái layer này nó chính là một cái bức tranh đi, thì thông thường là nó sẽ được lồng vào trong một cái khung và không có kính. Đấy là cái dạng layer thông thường. Và do đó nếu như tôi muốn vẽ, tôi muốn sửa, tôi chỉ cần lấy bút tôi vẽ trực tiếp vào cái tranh đó là xong. Tại vì nó không có kính bảo vệ cho nên là tôi có thể vẽ trực tiếp vào trong tranh. Thế nhưng Smart Object thì sao?
Smart Object chúng ta cứ hình dung nó giống như là một cái tranh nhưng được nhét vào trong một khung mà có kính đằng trước, tức là tôi có thể nhìn thấy nó nhưng mà tôi không thể vẽ vào nó được. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta đưa những công cụ ví dụ như bút hay là tẩy hay là công cụ để mà khôi phục hay là sao chép điểm ảnh này thì chúng ta không làm việc được vào đây, tại vì đơn giản là chúng ta có chạm được vào nó đâu, nó nấp sau cái lớp kính của cái khung bảo vệ rồi. Thế nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta không làm được với nó. Muốn sửa nó thì bây giờ tôi không để nó trong khung nữa, tôi lôi nó ra khỏi khung và tôi vẽ vào cái bức tranh, vẽ xong tôi lại nhét trả vào khung. Thế thì đây, thao tác nó sẽ là như thế này. Các bạn muốn mà chỉnh sửa chẳng hạn thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác là ra lệnh chỉnh sửa, hay là chúng ta cứ hiểu rằng là chúng ta lôi nó ra khỏi khung kính đi, chuột phải vào đấy nhá, và chúng ta sẽ chọn được một lệnh, ví dụ đây edit content, chỉnh sửa nội dung đó. Bây giờ khi mà tôi bấm vào đây nó sẽ lôi cái con vịt này ra khỏi khung kính. Đây, tài liệu của chúng ta vẫn đang bên này nhá. Đây, bây giờ tôi bỏ cái thằng này, tạm thời bỏ thằng này. Đây, tài liệu của chúng ta đây, đúng không? Và bây giờ khi mà tôi ra lệnh là chỉnh sửa, edit content, thì nó lôi cái thằng này ra khỏi cái khung đấy và mở ở trong một tài liệu khác. Và tài liệu đó chỉ có cái con vịt đấy thôi. Bây giờ tôi đưa bút vào đây xem có chỉnh được không? À, chỉnh được, đúng không? Nếu thế thì tôi chọn cái color replacement đi. Và tôi chọn lấy một cái màu ví dụ như là xanh xanh đỏ đỏ tím tím này đi, ví dụ, đúng không? Ví dụ như này. Đấy, đẹp hay không thì chưa biết, nhưng mà rõ ràng là nó màu nó không giống như cũ nữa rồi, đúng không? Sau khi làm xong đến đây, tôi đóng cái này lại, nó sẽ hỏi tôi một câu là có chấp nhận những thay đổi này không. Nếu mà không chấp nhận thì nó lại nhét trả cái tranh vào coi như chưa có gì xảy ra cả. Còn nếu mà chúng ta yes thì nó sẽ nhét cái tranh với tất cả những cái gì mà chúng ta vừa điều chỉnh ở bên ngoài vào. Và bây giờ nó lại là được bảo quản ở khung kính rồi. Đây, chúng ta đưa bút vào đây thì lại thấy lệnh cấm. Tức là chỉnh thì chỉnh được, nhưng mà chúng ta phải chỉnh một cách có phương pháp. Cái điều này thì nó tránh cho các bạn được cái vấn đề gì? Khi mà các bạn làm việc với một tài liệu mà nhiều layer quá, đôi lúc chúng ta sẽ chọn sai layer. Chỉ cần lơ đãng một cái tôi bấm nhầm vào một layer khác là tôi sẽ tô nhầm hoặc là tôi xử lý nhầm. Nhưng đối với cái thằng Smart Object này thì không có chuyện đó. Tại vì chúng ta nếu mà làm việc trực tiếp cho này là chúng ta không làm được. Do đó phải có một cái thao tác xin phép đàng hoàng là cho tôi chỉnh, thì lúc đấy nó mới cho phép là rút ra khỏi cái vỏ bảo vệ để cho chỉnh. Thì trường hợp này thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta là không bao giờ chúng ta chỉnh nhầm. Tại vì muốn chỉnh được là chúng ta phải khai báo, muốn chỉnh được là chúng ta phải làm đúng cách. Thế cho nên là cái chuyện nhầm lẫn là sẽ không bao giờ xảy ra. Và đấy chính là cái lợi điểm của cái thằng Smart Object. Thứ nhất là vừa đảm bảo được cho tôi về các thông số gốc ban đầu không bao giờ bị suy giảm nếu mà chúng ta có duỗi thay đổi kích thước. Cái thứ hai nữa là nếu có cái vấn đề mà chỉnh sửa can thiệp vào, tô vẽ vào bên trong một cái layer như thế thì các bạn sẽ thấy là nó không bao giờ nhầm được vì bất cứ lý do lơ đãng nào là sẽ không xảy ra. Thêm một cái nữa là chúng ta cũng có thể là xuất nguyên cái tài liệu này ra thành một cái tài liệu mới được rất là nhanh. Ví dụ bây giờ tôi mở một cái tài liệu như thế này nhá, chẳng hạn như là chúng ta mở một cái bức ảnh đi, PSD nhiều layer. Đây, đơn giản là này, tôi mở một bức ảnh này thì các bạn thấy rõ ràng là có nhiều layer đúng không? Thế nếu bây giờ tôi chỉ muốn lấy một thằng nào đó ra ở trong này, một layer nào đó ra để tôi làm thành một tài liệu khác
thì thường là chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Chúng ta không có nhiều cách đâu, chúng ta sẽ phải làm theo các cách như thế này. Ví dụ như là chúng ta sẽ làm theo cái thác cách là chọn đi, đúng không? Thông thường là chúng ta sẽ chọn. Đấy, chúng ta copy và sau đó thì file new, chúng ta mở ra một tài liệu mới, sau đó chúng ta dán vào thì chúng ta sẽ có được một cái tài liệu mới chứa chính cái thứ mà chúng ta muốn ở đây. Hoặc giả là chúng ta sẽ phải làm sao đây? Chúng ta sẽ phải file CSS thành một cái tài liệu mới. Ví dụ sau khi thành tài liệu mới rồi, nó cũng chứa đầy đủ tất cả các layer đó, chúng ta lại phải làm thêm một cái thao tác là xóa hết tất cả những cái gì mà chúng ta không mong muốn đi. Đó. Thì lúc đấy nó giữ lại cho chúng ta một cái đối tượng mà chúng ta cần. Rồi sau đấy lại phải xếp nó lại một lần nữa. Thì đấy là cái thao tác mà chúng ta làm để mà chúng ta lấy một cái thành phần nào đó trong một cái tài liệu nhiều nhiều layer ra. Nhưng mà đối với Smart Object thì chúng ta không cần phải như thế. Đây, chúng ta sẽ làm như sau. Chọn cái layer dạng Smart Object, các bạn chuột phải vào đây và các bạn chọn cho tôi cái lệnh là gì đây nhỉ? Export Content. Đấy, với lại Export Content thì nó sẽ cho các bạn xuất ra luôn thành một tài liệu mới và chứa riêng có mỗi cái nội dung mà nằm ở trong cái Smart Object này thôi. Và lưu ý là gì? Lưu ý là xuất ra nó có dạng gì đấy? P.PSB chứ không phải PSD nữa nhé. PSD là cái dạng lưu gốc của thằng Photoshop, còn PSB là dạng xuất ra ở cái dạng tài liệu là Smart Object. Thế nhưng mà thằng PSB này có mở được ở trong Photoshop không? Mở tốt. Nó xuất ra từ đấy thì nó mở được rồi đấy. Open này. Bây giờ tôi chọn là Desktop rồi. Desktop đây, PSB đây. Đúng không? Mở ra ngay và nó chỉ chứa cái thằng này thôi. Đấy. Không có liên quan đến layer khác. Như thế là chúng ta có thể xuất nhanh một cái layer nào nó ra thành một tài liệu được. Rất nhanh. Thế còn bây giờ chúng ta lại quay lại đây. Ví dụ bây giờ tôi không thích cái thằng này nữa, bây giờ tôi Ctrl Alt Z đi. Bây giờ tôi lại khôi phục nó lại thành thành con vịt màu đỏ rồi nhá. Đấy. Bây giờ tôi lại muốn là thay thế nội dung đi. Thì bây giờ chúng ta hãy hình dung lại như cái mô tả vừa nãy của tôi. Cái đối tượng dạng Smart Object thì bản chất nó sẽ giống như là một cái khung. Nó bao ra ngoài một cái tranh. Đấy. Thế và cái khung thì rõ ràng chúng ta có thể cho một cái ảnh này vào hoặc là cho một ảnh khác đều được. Miễn là gì đây? Khi cái tranh đưa vào trong đó thì nó sẽ được bảo vệ. Chúng ta không đụng vào, chúng ta không tô vẽ vào được nó nữa. Thế thì cái dạng Smart Object như thế này, nếu mà muốn tôi có thể lôi cái tranh, tức là con vịt ở trong này ra và thay thế bằng một cái khác. Ví dụ bây giờ tôi chọn này, chuột phải này, và tôi sẽ chọn một cái lệnh khác là Replace Content. Đó. Đưa một cái nội dung khác vào. Thì tôi có thể chọn cái thằng vừa rồi đi. Ví dụ layer một copy này chính là cái mà vừa nãy tôi xuất ra đấy, là cái con vịt mà mỏng xanh xanh đấy. Thì nó sẽ lại chui vào đây. Thực ra là tôi rút cái ảnh đó ra, tôi thay cái ảnh kia vào. Nếu mà các bạn bảo không đúng đâu, đây là một cái gì đó vẫn nằm ở trong cái cũ thì đây, chúng ta có thể lấy thử cái khác. Replace Content. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái ảnh khác nhé. Chẳng hạn như là cái này đi. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái tên của nó thì cái chất của nó vẫn là dạng Smart Object, nhưng mà nó đưa một cái ảnh khác vào rồi. Thế hoặc là chúng ta sẽ có những cái lệnh là relink, link lại với lại một cái tài liệu nào đó. Tôi cũng có thể chọn một cái khác. Đấy thì nó lại đưa sang một cái khác. Lúc này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái biểu tượng của nó thì nó hơi đặc biệt một tí. Cái này là hình cái xích, tức là tôi lại chọn ra một tài liệu khác. Tức là nó cho phép chúng ta làm việc hết sức là linh hoạt.
tôi có thể thay thế một nội dung ở trong một cái layer bằng một nội dung khác rất nhanh. Thế còn bây giờ chúng ta xem ở một cái trạng thái khác nhé. Bây giờ tôi không làm việc với những cái thằng này nữa và tôi mở một tài liệu thì sao? Đây, thay vì open tôi có thể là dùng cái lệnh là file lệnh place. Thì ở đây nó sẽ có hai cái lệnh place, một lệnh là place embed và một lệnh là place link. Trước đây thì nó chỉ có lệnh place thôi, về sau này thì nó bắt đầu bổ sung thêm hai trạng thái là place link và place embed. Thì place link là như thế nào và place embed là như thế nào? Thì place link thì nó sẽ đưa một cái tài liệu từ bên ngoài vào mở trong cái tài liệu chúng ta đang mở trong Photoshop này đấy, nhưng nó vẫn giữ cái mối liên hệ với lại cái ảnh gốc ở bên ngoài. Các bạn cứ hình dung như thế này cho nó dễ này. Nếu như các bạn đang nhìn lên trên một cái màn hình để bạn xem một cái gì đó, thì những cái hình ảnh ở trong màn hình đó thì nó nằm thuộc màn hình hay nó nằm thuộc ở chỗ khác? Ví dụ như trong bài học của chúng ta đây thôi, đúng không? Màn hình lớn các bạn đang nhìn thì những thứ trình diễn ở đây là nó thuộc về màn hình lớn hay nó thuộc về máy tính của tôi? Nó thuộc về máy tính, đúng không? Thì cái màn hình này nó chẳng qua nó là một môi trường để mà trình diễn, nó đọc thông tin và nó trình diễn ở trong đó thôi. Nhưng tài liệu thực sự thì nó đang nằm ở máy tính của tôi. Hoặc là các bạn xem tivi cũng thế thôi, đúng không? Dù là các bạn dùng truyền hình cáp hay là truyền hình vệ tinh hay là truyền hình số thì nó cũng là bắt tín hiệu từ đâu đấy để nó thể hiện ở trên cái tivi nhà các bạn thôi. Còn thông tin thực sự là nó nằm ở đài phát cơ. Đấy. Thế thì cái dạng link chính là như thế, tức là cái cửa sổ chúng ta đang mở trong Photoshop này chẳng qua nó sẽ giống như cái màn hình. Nó là cái nơi để mà nó phát một cái thông tin gì đó, nhưng cái tài liệu thực sự thì nó nằm bên ngoài. Đấy. Nó nằm bên ngoài, nằm ở đâu đó, nằm ở desktop, nằm ở ổ C, nằm ở ổ D, nằm ở ổ E gì đó, nằm trong folder nào đó, tôi không biết. Nhưng mà do chúng ta chỉ được cho chương trình biết là tìm đến cái địa chỉ ở trên máy này, lấy cái thông tin ở trong cái file này và trình diễn nó ở trong cái màn hình này cho tôi. Thế thôi. Thế và khi mà tôi có thay đổi gì đó ở file gốc thì cái file mà trình diễn ở trên màn hình này nó cũng sẽ cập nhật, nó sẽ thay đổi theo. Đây, bây giờ chúng ta xem thử nhá. Tôi nên lựa chọn một cái hình ảnh để tôi minh họa cái việc này cho nó dễ. Chúng ta lấy thử một cái ảnh nào bây giờ nhỉ? Đây nhá, tôi mở được một cái ảnh này. Đây là open. Chúng ta có một bức ảnh nhé. Bây giờ tôi sẽ lưu này, file này, save as này. Tôi đưa ra desktop đi cho nó dễ, cho nó dễ tìm nhá. Và tôi gọi nó là ảnh 1 nhá. Đấy, ảnh 1 xong. Bây giờ tôi lại lưu tiếp cái ảnh thứ hai, save as. Vẫn là cái này, nhưng bây giờ tôi đổi tên cho nó thành ảnh 2. Như thế là tôi có hai file, một file là ảnh 2 và một file là ảnh 1. Nội dung ở bên trong là giống hệt nhau, tên nó khác nhau là ảnh 1, ảnh 2. Thế thôi. Bây giờ tôi đóng cái thằng này lại. Ở cái file này, đây là file trống, không có gì nhé. Đúng không? Một file PSD trống. Bây giờ tôi vào menu file, hoặc là thực ra file có gì cũng được. Đấy, miễn là một file đang được mở trong Photoshop. Bây giờ tôi sử dụng lệnh file vào chọn place link đi nha. Và tôi sẽ lấy cái ảnh 1. Tôi đưa vào đây. Đến đây, tôi có cái ảnh này là ảnh link nha. Bây giờ tôi lại làm tiếp thao tác thứ hai này, file này. Tôi chọn lệnh place embed này. Và tôi chọn cái ảnh 2.
Tôi đưa vào đây. Được chưa? Đến đây là chúng ta sẽ có hai bên là hai cảnh giống hệt nhau. Một cái bên trái là linh ra ở bên ngoài, một cái là không linh. Không linh thì nó như thế nào? Không linh có nghĩa là nó đưa vào đây và nó trở thành một phần thực sự của cái tài liệu đang mở này. Bây giờ chúng ta lại xem thử nhá. Tôi mở lại này. Ảnh 1 nhá. Tôi vẽ thử cái gì vào đây. Ví dụ như là tôi vẽ mấy đường vào đây đi. Được chưa? Bây giờ tôi mở tiếp ảnh 2 này. Tôi cũng lại vẽ mấy đường vào đây. Được chưa? Bây giờ đóng lại này. Hỏi có lưu hay không? Yes, ảnh 2 lưu nhá. Xong. Bây giờ ảnh 1 có lưu không? Ảnh 1 yes, cũng lưu nhá. Các bạn thấy cái gì xảy ra đây ạ? Đúng rồi. Khi mà chúng ta đặt là link thì cái ảnh gốc ở bên ngoài thay đổi thế nào thì cái ảnh được link vào trong này nó cũng thay đổi theo. Nó cập nhật tất cả những thay đổi của ảnh gốc bên ngoài. Còn cái thằng này do nó không link cho nên là nó được coi như là đã nhét vào đây rồi. Tức là mày đã trở thành một thành phần mới ở trong cái tài liệu này rồi. Mày chả liên quan gì đến cái địa chỉ cũ nữa. Cho nên địa chỉ cũ có muốn thay đổi ở đâu thì cũng không liên quan đến cái thằng trong này. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là nó có sự khác biệt một chút giữa hai cái tài liệu dạng link và không link. Đấy. Thế và quay trở lại đây thì chúng ta cũng xem lại xem hai thằng này đều có cái dấu hiệu đặc biệt ở góc. Thế nhưng mà một thằng mà là link ý, thì các bạn nhìn thấy nó có dấu hiệu gì đây nhỉ? Nó có dấu hiệu là một cái xích. Tức là xích nó vào với lại cái tài liệu gốc đằng kia kìa. Thế còn cái thằng này là gì đây? Biểu hiện của nó chính là Smart Object. Hai thằng này có chỉnh được không? Đều không chỉnh được. Một thằng là ảnh ở bên ngoài link đến, một thằng là nhét vào trong này. Nhưng mà hai thằng đều là dạng đặc biệt, không phải layer thông thường. Cho nên các bạn muốn vẽ vào đây cũng không vẽ được. Đấy. Các bạn có thể vẫn có thể sử dụng những cái lệnh rất giống như nhau, đó là chuột phải và chọn edit content hoặc là gì đây, replace content, vân vân, giống như chúng ta làm việc với lại cái smart object vừa nãy. Smart object vừa nãy của chúng ta là phải làm gì? Là convert từ một layer ảnh thành ra smart object, đúng không? Còn nếu như các bạn sử dụng lệnh gì đây, file palette này, thì mặc nhiên là những cái ảnh được mở trong này nó sẽ nằm ở trạng thái giống như là smart object luôn. Có nghĩa là tôi có thể co duỗi thoải mái luôn. Đây, tôi chọn hai thằng nhá. Đông tròn T này. Thu này. Đấy, bé cũng phải bé hơn được nữa. Enter, được chưa? Gần như không nhìn thấy gì luôn. Đây, hơi quá tay tí. Đây, chúng ta thu lại đến mức độ nha. Được chưa? Bé tí teo nhé. Đúng không? Bây giờ tôi Ctrl T. Chúng ta tăng lại này. Hai thằng vẫn đều sắc nét như thế cả. Không có cái gì mất đi. Mà thích nữa thì tôi có thể tăng to ra nữa. Ở góc độ như này thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là nếu mà nó đã là Smart Object thì chúng ta căng to nữa nó cũng sẽ ít bị suy giảm. Không có phương pháp nào hoàn hảo cả đến 100%. Nhưng mà khi căng to một cái layer ảnh bình thường với lại một Smart Object thì bản chất Smart Object nó cũng sẽ ít bị suy giảm chất lượng hơn. Thu nhỏ lại thì không nói làm gì. Thu nhỏ thì kiểu gì nó cũng phải suy giảm chất lượng theo một cách nào đó. Thế nhưng mà căng to ra thì Smart Object nó cũng giúp cho chúng ta căng to ra khá là tốt. Một cái ảnh mà các bạn kéo ở cái điểm ảnh thông thường với lại một cái ảnh mà các bạn kéo bằng Smart Object thì chắc chắn là cái Smart Object trông nó sẽ ngon lành hơn so với một cái layer ảnh mà kéo ra. Đấy. Thì như vậy là chúng ta đã làm quen thêm được một cái yếu tố nữa là cái Smart Object. Nó hơi giống như là thằng Sharp Layer.
Nhưng mà ở đây thì các bạn hình dung là sharp layer là nó đơn màu nhá, đúng không nào? Sharp layer nó chỉ có một hình gì đó. Đây, nhìn lại cái này. Đấy, sharp thì bạn có một cái hình hài gì đó bạn vẽ ra và nó chỉ đơn giản là trong này nó chỉ có một màu duy nhất. Còn Smart Object thì nó vẫn có nhiều màu, nó vẫn có nhiều chi tiết giống như layer ảnh, chỉ có điều là nó bảo toàn cái tham số ở đấy thôi. Và Smart Object có gán được cái layer style hay không? Cũng gán được, tại vì nó nằm ở, nó xuất hiện ở trong layer được mà, đúng không? Thì đây, layer style, các bạn muốn gán cái gì thì các bạn cũng làm được đó. Ví dụ như tôi chọn gradient overlay đi, tôi muốn tô một cái màu đa sắc lên đây, thì đây tôi có thể bọc một cái màu đa sắc lên trên cái thằng Smart Object này. Không thích nữa thì lại tắt đi, lại bỏ đi, thì nó lại hiện nguyên hình là một thằng Smart Object. Muốn làm che chắn bằng mặt nạ có làm được không? Đây, che chắn bằng mặt nạ, tạo mặt nạ ra và vẽ thì đây nhỉ, và vẽ cái màu đen vào, thì vẽ đến đâu thì làm sao đây, lộ ra các điểm ảnh ở dưới, đúng không, chống không. Như vậy là chúng ta đã biết thêm được một cái yếu tố là Smart Object. Thế còn nếu về sau này nữa thì chúng ta lại có thêm một cái vấn đề là Smart Object nó còn cao thủ hơn ở một mức độ là gì, nó sẽ dùng riêng cái Smart Filter riêng. Tại vì chúng ta hôm nay chúng ta lại chưa nói về về filter, nhưng mà tôi có thể demo nhanh một cái như thế này để cho các bạn hình dung này. Đấy nhá, file open, tôi mở lại một cái bức ảnh đi. Đây, ví dụ tôi lấy một bức ảnh bất kỳ nhá, một bức ảnh bất kỳ. Bây giờ tôi mới làm một cái thao tác so sánh như thế này, image duplicate, vậy là tôi sẽ có một cái bản sao như thế này nữa, được chưa? Hai cửa sổ hai bên, một thằng là copy và một thằng là ảnh nguyên. Thế bây giờ nếu mà tôi thực hiện thử một cái bộ lọc, gá bộ lọc vào để tôi tạo một hiệu ứng nào đó cho bức ảnh, ví dụ vào filter, vào blue chẳng hạn, tôi vào radiant blue đi. Các bạn sẽ nhìn thấy là bức ảnh bị làm nhòe theo cái vòng tròn đồng tâm như thế này. Bây giờ tôi cũng làm cái thằng này tương tự như thế. Thế nhưng mà trước hết thì tôi muốn biến đổi cái thằng này sang thành Smart Object đã. Chọn chuột phải, chọn Convert to Smart Object. Đó. Sau khi mà tôi convert nó thành Smart Object rồi, thì tôi mới vào filter, tôi cũng vào blue, cũng vào radiant blue đi. Hộp thoại cũng có tham số giống như thế. Bây giờ các bạn nhìn nó có giống nhau không? Có giống nhau không ạ? Trên layer thông thường và trên layer Smart Object đều áp dụng một bộ lọc như nhau, cùng thông số giống nhau. Thì bây giờ kết quả các bạn đang nhìn thấy là nó giống nhau, nhưng nó có một điểm khác nhau cực kỳ lớn ở đây là gì? Chúng ta cùng nhau xem thử xem là một cái layer thông thường được gán bộ lọc với lại cái Smart Object được gán bộ lọc thì nó khác nhau thế nào nhé. Đây, chúng ta đang mở cái layer dạng Smart Object và chúng ta thấy xuất hiện thêm một cái phần ở bên dưới, nó trông hơi giống giống như là layer style, có nghĩa là tôi có thể tắt hay bật cái này. Đấy. Thế còn bên này thì sao? Bên này thì không thế. Bộ lọc tác động trực tiếp vào cái điểm ảnh gốc, làm cho nó thay đổi vị trí đi và tạo ra cái hiệu ứng như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình. Nhưng mà tôi không thể tắt hay bật được, tại vì nó thực sự là gì đây? Can thiệp vào, nó thực sự can thiệp vào các điểm ảnh, nó xáo trộn vị trí của điểm ảnh, nó tính toán lại cách sắp xếp vào các điểm ảnh để tạo ra cái hiệu ứng này. Thằng này thì sao? Thằng này thì không phải như thế, vì lý do rất là đơn giản. Ngay từ ban đầu tôi đã nói với các bạn là thằng này nó đã nhét cái gì đây nhỉ, nhét cái ảnh này vào trong khung bảo vệ rồi. Mà đã nhét vào trong khung bảo vệ có nghĩa là sẽ không có một điểm ảnh nào được phép đụng đến cả. Vậy thì cái này chẳng qua là gì đây, một cái sự nếu mà nói một cách đơn giản thì chúng ta cứ hình dung ra là
giống như chúng ta nhìn một cái đối tượng là nó qua một lăng kính đấy. Cái mà chúng ta nhìn được thì thực ra cái smart filter này nó chính là một cái lăng kính thôi, để nó mô phỏng cái sự thay đổi này. Còn thực chất ra cái layer này nó có bị thay đổi không? Không, vì nó đang là smart object. Smart object thì không được phép di dịch bất cứ điểm ảnh nào, không được can thiệp, không được chọc ngoáy vào. Thế thì nó sẽ đem lại một cái lợi thế rất lớn, đó là nó luôn luôn bảo toàn được gì đây? Đó. Nó luôn luôn bảo toàn được cái giá trị gốc của bức ảnh, mà đấy chỉ là một phần thôi nhá. Phần khác còn cao hơn là gì? Phần khác cao hơn là đối với một cái filter mà chúng ta gán cho một cái layer ảnh bình thường, điểm ảnh bình thường, thì nếu như các bạn không phải là một người rành rẽ, các bạn sẽ không đọc ra, các bạn sẽ không biết được người ta làm bằng filter nào. Còn đối với người mà nhiều kinh nghiệm, người ta cũng có thể đọc ra được, nhưng mà với điều kiện là sử dụng một cái filter đơn thôi, thì người ta còn có thể lần mò nó được. Nhưng nếu mà chồng chéo vài cái filter vào rồi thì người nhiều kinh nghiệm cũng chỉ đọc được ra một phần, không đọc được hết ra đấy. Còn người muốn học theo thì cực kỳ khó, nếu như mà người ta chỉ nhận được cái kết quả cuối cùng sau khi mà đã áp dụng filter thôi. Nhưng mà đối với cái ông này thì lại dễ. Vì sao? Vì thứ nhất là bảo toàn được giá trị gốc, thứ hai là nó khai báo luôn rất rõ ràng ở đây là hiệu ứng này được làm ra bởi filter nào, và tham số bao nhiêu nữa cũng được. Đây, nếu mà các bạn muốn xem tham số, các bạn nhấp đúp vào cái tên của cái filter đã được áp dụng cho cái smart object này, thì các bạn sẽ thấy bảng thoại hiện ra, tên bảng thoại là gì, các cái tùy chọn nó là bao nhiêu, tham số là bao nhiêu, là nó có hết. Tức là tôi chỉ cần được nhận một cái file mà có chứa cái đối tượng smart object, và trong đấy lại còn chứa những cái lệnh filter, tức là để tạo hiệu ứng cho bức ảnh ấy, thì tôi hoàn toàn có thể làm sao học được theo người ta. Tôi chỉ cần dở ra và tôi xem, và tôi sẽ biết được là cái ảnh này người ta tạo ra được cái hiệu ứng trông như thế này là do người ta sử dụng cái filter nào, với tham số bao nhiêu. Đấy, cái điều cực kỳ quan trọng là chính bản thân mình xem lại, mình sẽ biết được à, cái này ngày xưa mình làm như thế nào. Đấy. Còn đối với người khác mà nhận được thì người ta học được luôn, bằng cách là người ta dở cái này ra để người ta soi xem mình dùng bao nhiêu bộ lọc. Đấy. Và mỗi bộ lọc như thế này thì được sử dụng với tham số như thế nào. Đấy, thì đây là một cái cải tiến cực kỳ quan trọng của Photoshop cho kể cả người dùng là người tạo ra cái hiệu ứng, lẫn cái người mà xem để mà học theo. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy cực kỳ là rõ ràng. Bây giờ ví dụ đây là một filter, tôi nhìn này tôi vẫn đọc được nó ra là filter nào. Nhưng bây giờ nếu mà trồng thêm một filter nữa, ví dụ như là tôi chọn distort này, ví dụ như là chuyện này, bắt đầu thêm một lần nữa. Đấy. Bên này tôi cũng làm thêm một lần nữa đi. Kết quả vẫn như nhau đúng không? Nhưng đây, bên này tôi cũng chỉ nhận được một cái ảnh như thế này, không thêm bất cứ một thông tin nào nữa. Nhưng ở bên này thì các bạn lại nhìn thấy là gì đây nhỉ? Tôi mở ra nó lại khai báo thêm một cái bộ lọc đã được áp dụng ở đây này. Cho nên là muốn xem lại, muốn học lại bất cứ cái gì thì thao tác rất đơn giản, mở Smart ra, đúng không? Bấm vào cái danh sách những cái bộ lọc đã được gán, thì người nào kể cả mới học đi nữa cũng có thể làm lại giống hệt được. Tại vì mọi tham số nó có rồi, mọi thứ đều rất rõ ràng rồi. Và đấy là cái lợi điểm rất là cao mà tôi sẽ khuyến khích các bạn về sau này, khi mà các bạn làm việc, làm ở các thao tác khác thì tôi không dám nói, nhưng mà có hai thao tác mà các bạn nên là xử lý ở trên Smart Object. Một là khi mà các bạn chưa quyết định được là cái đối tượng ảnh này nó to hay nhỏ bao nhiêu, nằm ở vị trí nào phù hợp, thì các bạn nên convert nó thành Smart Object. Thì lúc đấy các bạn co duỗi nó thoải mái, cho tới khi nào mà các bạn cảm thấy là hài lòng rồi thì thôi. Thì như thế là nó sẽ đảm bảo được cái chất lượng của ảnh trước khi mà các bạn là quyết định được vị trí và kích thước của nó. Tại vì co duỗi nhiều là nó sẽ suy giảm chất lượng. Thế còn trường hợp thứ hai là trường hợp khi nào mà các bạn muốn làm bộ lọc cho nó, thì
Lời khuyên đó là nên biến đổi nó thành Smart Object để giải quyết vấn đề gì? Thứ nhất là mình lưu lại được các bước làm, lưu lại được các tham số để sau này nếu mà mình cần là mình hoàn toàn có thể tham khảo lại. Nhưng điều quan trọng hơn là bộ lọc về mặt nguyên tắc nó sẽ làm đảo lộn hết tất cả thứ tự cấu trúc màu mè ở trong các điểm ảnh. Và do đó nếu như mà chúng ta đã chót làm vào rồi mà chúng ta không ưng ý mà lại còn lưu lại rồi đóng lại rồi thì thôi không có cách nào để chúng ta khôi phục lại được nữa đâu. Đấy, bởi vì nó thay đổi dữ dội luôn rồi. Cho nên là nếu mà đã đụng đến bộ lọc thì lời khuyên đó là các bạn nên biến nó thành Smart Object rồi hãng thử nghiệm các phương án sử dụng bộ lọc cho nó. Đấy, không ưng ý thì mình hoàn toàn mình có thể bỏ đi và chúng ta vẫn có một cái ảnh nguyên vẹn như lúc ban đầu, nó không bị mất cái gì cả. Thì đấy là cái lợi thế của Smart Object mà các bạn nên là lưu ý cho nó trong cái cách sử dụng khi mà các bạn làm việc với Photoshop.